Chào các bạn, trong video này thì mình sẽ chia sẻ các bạn cái cách fix update một cái ứng dụng mà đã Google Play nó gửi mail về reset cái phần là status là app contain pro issue này. Thì cái này cũng khá là đơn giản thôi. Đây là một cái quá trình update của Google Play user về dataset gọi là an toàn dữ liệu người dùng ha. Thì khi nào bạn nào mà có cái mail như vậy thì bạn vào trong phần Play Console, chọn nội dung ứng dụng ha. Trong cái phần chọn nội dung ứng dụng này thì bạn vào trong cái phần một list nội dung ứng dụng nó hiện ra như thế này nè. Ok, thì sau đó là bạn chọn cho mình cái phần đó là an toàn dữ liệu ha. Thì ở dưới này có rất là nhiều list, những cái list này thì mình đã điền hết rồi trong quá trình upload submit app lên rồi, nhưng bây giờ thì nó Google Play nó update thêm đó là cái phần an toàn dữ liệu này nữa. Thì cái này là chưa có thông tin update cho nên bây giờ mình sẽ bắt đầu luôn. Thì mình kích vào cái nút bắt đầu ha, ở bên trái mình chọn tiếp tục ha, tiếp theo, chọn tiếp theo. Sau khi các bạn chọn tiếp theo thì ở đây nó có những cái câu hỏi. Thì nếu mà ứng dụng của mình á nó có những cái thu thập dữ liệu người dùng á thì các bạn chọn có. Rồi, sau khi các bạn chọn có xong thì ở phía dưới này mình cũng chọn có luôn. Và phần dưới ứng dụng của bạn có đưa ra những cách nào để người dùng xóa dữ liệu không, chọn có luôn ha. Tất cả những cái option này thì các bạn chọn có hết nếu các bạn ứng dụng của mình là có thu thập dữ liệu ha. Sau khi chọn xong mình chọn tiếp theo. Rồi, sau khi chọn tiếp theo rồi á thì ở đây có rất là nhiều cái list về an toàn dữ liệu ha, rất là nhiều danh mục. Nhưng mà theo cái email nó gửi về á, về cái phần issue này này, về cái vấn đề này này, thì trong phần bundle 3 policy này này thì các bạn đọc cho kỹ về cái example của Google, nó đưa ra rất là detail, rất chi tiết, đó là ID. Cái này thì mình sẽ chọn cái option cuối cùng ha, cái list cuối cùng đó là thiết bị hoặc mã nhận dạng khác. Các bạn tích vào chọn hiển thị này và các bạn tích vào là thiết bị hoặc mã nhận dạng khác. Đây là cái dữ liệu đặc thù cho cái mail nó gửi về ha. Các bạn chọn tiếp theo xong rồi á thì trong phần loại dữ liệu là thiết bị hoặc mã nhận dạng khác này nè. Trong phần trạng thái này các bạn kích vào bắt đầu để mà mình cập nhật về cái an toàn dữ liệu của mình như thế nào. Trong phần này nó gồm có hai option nó hiện ra, đó là có thu thập dữ liệu và các bạn tích vào là có chia sẻ dữ liệu luôn. Các bạn tích vào hai cái này luôn đó. Sau khi tích vào hai cái này xong á thì kéo xuống dưới thì nó hỏi đó là có phải dữ liệu này được xử lý nhất thời không, thì các bạn chọn có luôn. Đấy, cái này chắc chắn các bạn phải chọn có ha. Rồi, sau khi chọn có rồi á thì đến phần dưới này nè, dữ liệu này có cần thiết đối với hoạt động của ứng dụng, người dùng có thể chọn cho phép không, thì bạn chọn là bắt buộc luôn phải thu thập dữ liệu này ha. Ok, các bạn kéo xuống dưới này thì nó có câu hỏi là tại sao ứng dụng thu thập dữ liệu này. Hãy chọn một cái câu hỏi phù hợp, thì mình chọn cái thứ nhất và cái thứ hai, đó là chức năng của ứng dụng và phân tích nha. Rồi, ok. Rồi, mình tiếp tục nào. Nào mình kéo xuống dưới này. Đó. Rồi trong phần này á thì nó có hỏi tại sao ứng dụng của ứng dụng là chia sẻ dữ liệu này, thì hãy chọn một câu hỏi phù hợp, thì mình chọn chức năng của ứng dụng và chọn phân tích của luôn. Rồi, ok. Sau khi chọn hai ứng dụng này xong thì hết rồi. Thì đây là cái quá trình mình update cái dữ liệu ứng dụng, rồi sau đó mình chọn lưu.